Hai ông đang nghiên cứu gì đây nè? Đang xem ba ba với Linh cắn nhau. Cái gì? Xem ba ba với Linh cắn nhau hả? Ồ, nó cắn. Ê, mình với lại Long và Chuột xin chào nha. Chào nha. Hôm nay anh em mới làm việc xong. Hôm nay là cuối ngày thì anh em mới làm việc xong. Hai ông đi ra đây để coi chiến lợi phẩm mà anh em sang được rồi này, các bạn. Này anh Minh nè, ông Chuột ông mới bắt ổ đánh con về ông nuôi nè. Trời đúng rồi. Chú hả chú? Dạ. Quá đâu quá trời dẫn con để nuôi hả? Ừ. Thả hồi kiến em. Thả hồi kiến. Thôi thả nó đi. Thả nó con rồi. Lát thả. Mà nghiên cứu gì ở đây? Đang nghiên cứu làm món gì đây. Bây giờ Lương với ba không biết làm món gì à. Lương ba không biết làm cái gì. Ủa? Cái con này là hôm bữa anh em cắm câu rồi các bạn ạ. Đây. Đó. Cái miệng nó ghê các bạn. Ghê lắm. Cái miệng nó há sẵn người nè. Nãy nãy giờ nó cắn nó lên là tình lò lỗ. Cái con ba ba các bạn cầm cẩn thận nha. Con ba ba này nó quay lên tới trên đây nó quay lại nó cắn các bạn á. Đừng cầm quá nữa cái mai của nó. Nó táp lưng hay gì á chùa. Nó táp lưng nãy giờ chạy người nó táp lỗ lỗ nè. Đây là hai ông mà thả ở đây là coi tụi nó trời ơi trời. Coi nó cắn lộn. Coi cắn. Nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ làm món gì quay lên cho cả nhà xem đây. Hai anh em đang nghiên cứu giờ không biết làm món gì. Này cho đầu bếp Chuột theo ý định của đầu bếp Chuột là làm gì? Lương bữa mình mới nướng rồi, thôi giết con ba ba luôn đi. Ba ba hả? Giờ mình không mình giúp em mình nấu lẩu đi. Lâm em nói là, đi. Tôi khoan hả? Làm món gì? Nấu lẩu. Lẩu ba ba. Chơi cho nó lạ. Nghe lạ vậy? Chơi cho nó lạ. Ok. Hôm nay đầu bếp Chuột sẽ làm cái món gọi là lẩu ba ba các bạn ạ. Ôi. Là cái con hôm bữa nè, cái miệng các bạn thấy còn cái lưỡi câu nè. Nó nhẽ ra rồi nhưng mà nó còn cái dấu thôi. Cái lỗ sách mỏ đó đó. Anh đừng đút tay nó đút cổ rồi cái nó táp cái là lụm luôn á. Nó táp cái là nó cắn gốc đầu luôn á. Thì cái con ba ba này là hôm bữa anh em cắm câu được đây. Còn mấy con lương này là mấy ông đi đặt chúng nha các bạn. Ủa sao mà thấy đặt nhiều lắm mà? Chưa thăm hết. Chưa thăm hết hả? Chưa thăm hết. Trời ơi, lương con cả nửa ký các bạn thấy đã không? À, lượng mà là được mấy con bự mấy con nhục này anh thấy được nhiều lắm mà nhỏ Chuột thả hết. Nhỏ Chuột thả hả? Ngón tay cũng thả hết này mà mấy con này bự đây hả? Ừ. Lượng mấy con bự mấy con ngón tay út cũng nhiều lắm. Thả cho sau nó lớn ra để đặt tiếp. Thì anh em bây giờ sẽ làm một món ăn. Thả này nhá Chuột. Thả luôn đi. Thả này chia sẻ lại cho cả nhà. Còn bây giờ thả mấy Chuột ông cái gì cũng bắt được. Đâu từ anh coi từ em quát đẹp không? Để anh quay cho các bạn xem với hả? Đây từ hả? Để anh coi xem rắn gì đấy? Ông bắt được rắn mèo đang giấu đâu á? À đây là chó điên. Quên mình quen gọi nó là chó điên các bạn ạ. À. Tại vì cái giống rắn này nó điên lắm. Mình cầm vô là nó táp gọi là táp mình gọi là ghê gớm luôn các bạn ạ. À. Trời đúng cái gì bỏ hút hả? Gọi là cái con này nó không giống như rắn bông súng đâu. Cái con mà ở trên ở cái bụng nó vàng vàng như này nè các bạn. Đang ngồi ông kêu anh Long đem cho nhà anh bò hút này tưởng được bò hút uống á. Ông nguyên xô đánh con này. cái con mà các bạn thấy bụng vàng vàng như này nè là rắn rắn bò lứt á. Thì cái con này nó dữ lắm. Nói chung đại khái nó dữ lắm. Hồi trước cái đây mấy clip trước các bạn thấy là nó táp chân mình luôn. Ở tháng đây sao lộ cho hai sen nó lớn nó táp cho mình. Nói vậy thôi chứ mình cầm nó dãy hồi nó mới táp mình thôi. Đây. Ăn đi. Cho lên đây. Đi lớn nha. ăn nhanh chóng lớn. Rồi nó bơi kìa. Rồi, mất tiêu luôn. Rồi, bây giờ vào làm món ăn thôi các bạn ơi. Anh em thì cũng cả ngày làm việc mệt bây giờ là tẩm bổ. Nghiên cứu gì nữa? Coi quay đầu. Là tính là mang mấy con lươn ra tính làm món ăn hả? Coi nó quay đầu nữa. Hai anh em đang nghiên cứu hay là làm món gì? Lươn thì bà ăn rồi, ăn nướng rồi. Ở trong Chuột ông nấu lẩu muốn. Trời ơi, táp rồi. Tự táp chân bạn. Trời ơi. Tự táp chân luôn. Đưa lên táp cái tay các bạn. Mình mà để tầm nửa như này nó quay lại táp được à. Cỡ này nó táp được nha các bạn. Nên phải cẩn thận với nó. Táp là mất thịt luôn á. Lát nữa là mình sẽ táp lại nó. Thôi bây giờ anh xem em sẽ làm món nó gọi là lẩu ba ba chia sẻ cho cả nhà xem nha. Thì nhưng tiện clip này thì mình xin gửi lời chúc sinh nhật tới một người em, một người fan ở trên kênh luôn ủng hộ anh em có sẻ là em Lộc. Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Happy birthday to you. Không phải mình đâu nha các bạn. Đó, và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ Adel Quán Sẻ nha. Còn bây giờ mình sẽ làm thịt đó thôi. Rồi, cho em lên nồi thôi. Anh em mới vào trong trò của chuột thì bị bức vào cầu chì các bạn ạ. Cho nên là phải về ra ngoài đây. Chưa tán đó mọi người. Đó. Thì chuột có làm sạch được cái chuột làm sạch món ba ba nè các bạn. Đó, ba ba làm sạch rồi chặt cái khúc như này nè. Đây là những cái gia vị thì như là bình thường thôi, nhưng mà hôm nay có lẩu. Ủa, cái này mình để nguyên củ luôn hả chuột? Này mình để nguyên luôn các bạn, khỏi cần phải đập gì hết ạ. Không cần phần đập. Cái này thì mình cho vô để mình giống như kiểu mình chiên sơ qua các bạn, để lấy cái vị thơm. Sau đó mình sẽ cho ba ba vô mình xào. Lát nữa mình ăn củ thì nó béo đúng không chuột? Củ nó béo nó thơm. Lần đầu tiên mình ăn món hành với tỏi nguyên củ. Em cứ việc nấu thì công việc lửa để cho anh. Gì chứ cái đút củi vào lò là nghề của anh. Rồi giờ cho ba bao cho mình xào luôn. Đấy. Xèo xèo xèo. Mà ba tính ra mình cấm mình nói tự nhẹ cái lửa ra luôn đó Long. Chạy xíu là không có đồ ăn ăn rồi. Nhiều cái miệng nó ghê lắm. Nó táp mà rép mà đưa bữa em nghịch nhá, đưa rép nó táp mà nó táp dép xúc mà táp miếng nào là mất miếng dép khúc đó. Đem nước mắm vô em. Cho thêm mắm đi trời mắm. Một muỗng em tính thịt. Thì cái này các bạn mình nhắm là mình cho vừa thôi, mình cái gì đó nhạt đó thì mình còn cứu được, chứ mà nó mặn thì nó khó lắm. Em đang nhớ để sau học nấu. Ông chủ ông ngồi xếp ra xíu, ông hôm vô cái bếp rồi đó. Đang là xong khói. Dạ. Đây, bà đây bà nằm rồi các bạn ạ. Mới xào chút xíu rồi, thơm quá à con. Hả? Thơm quá hả? Đang có bầu nha các bạn. Giờ mình cho nước vô. Thì cái này mình xào nó nhanh lên các bạn ạ. Khoảng chừng độ gần 10 phút thôi là thịt nó là mình cho nước vô là được rồi. Để lâu quá là nó sẽ chín không được các bạn. Thơm quá vậy, thơm. Có hành khỏi nước mắm thịt xào nó thơm. Chà. Được em, lửa phải được. Cháy để lẹ để cho nó nhanh chín. Ê, đây đây được hai cây que chăm bên đây. Cây que chăm bên đây được. Nhanh chín hả? Chói hả? Làm nhiều nhanh lẹ. Cứ từ từ cháu cũng nhừ. Mà cái ba ba này từ từ hồi nhiều thiệt á. Không, ba ba này thì mình nấu phải nhanh hơn các bạn ạ. Như nó sôi lên khoảng chừng độ 15 phút là chín rồi. Dạ. Tôi đi ngủ đi. Dễ gì? Đớm kêu dễ gì? Thơm như này thì dễ gì để ngủ được. Được. Còn mắt lại. Nha. Đây, chờ nó sôi các bạn ạ. Cho muối vô. Giờ mình nêm nêm những cái gia vị thường ngày thôi các bạn ạ. Muối, đường, hạt nêm rồi. Rắc rắc cái gì em? Rắc rắc. Rắc giống kiểu thanh rắc muối hả? Rắc khi nào mà muối nó tỏa hết ra cái nồi là lúc đó là thành công. Cần ba ba các bạn nấu nhanh thôi nha các bạn, đừng có để lâu quá. Mình nấu lên sôi khoảng chừng 15 phút thôi. Giải đẹp khoảng 15 phút là nó chín rồi. Để mình
mình xào nó là lúc mình xào nó là nó đã tái rồi các bạn ạ. Này kèm với rau gì em? Cái này mình tí tô cũng được, mình thêm lá lốt thì nó thơm hơn. Tí tô lá lốt hai mùi chủ đạo. Hai cái rau đó bắt đầu mình sẽ sắc sợi ra các bạn, rồi mình ăn kèm với lại giống như một cái món lẩu ba ba này thì ăn nó ngon, nó thơm ha. Cho lá lốt với tí tô là nó thơm ha. Sao? Em tính đếm đến bao giờ hả chuột? Em tính đếm đến bao giờ nữa? Em tính đếm đến bao giờ này không? Từ từ, cái nếm hết cái nồi là gì? Cái ba ba này mình nấu đừng nó lâu quá, nấu lâu quá coi như là không còn luôn. Nó sẽ bị như là nó mềm quá các bạn. Nó rụt da. Thì sẽ không còn ngon nữa. Rồi được rồi đó. Được chưa? Được rồi, mình giờ mình cho rau đi. Cho rau rồi mình ăn luôn. Dạ. Rau ớt tiêu, rau ớt cho. Ê chà. Rau này mình cho thì càng nhiều càng ăn bạn ăn, nếu mà ăn được thì cho càng nhiều càng ngon các bạn ạ. Không có thành vấn đề đâu. Cái bún luôn các bạn ơi. Cho bỏ rau nó thơm. Cho tiêu với lại ớt kìa. Bụt luôn. Cay cay mà ăn thì nó phê. Anh em đây thì ăn cay được thì mình lên là mình cho nhiều. Rắc rắc. Kiểu rắc rắc muối không? Thánh rắc muối rồi, tiếng đẹp thánh rắc tiêu rồi. Cái này rắc 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 gì nào mà nó bùng ra hơn thôi. Ủa rồi được. Hơi nhiều đấy em ạ. Hơi được rồi à? Được rồi, ớt làm mắm. Ok. Ăn thôi. Ây cha, mình ngồi đây mình ăn luôn các bạn ơi. Chơi ngồi giữa đường luôn. Đó, bún vô. Nhiều đây. Mình hơi nhiều rồi các bạn. Cameraman. Cảm ơn nha. Đây các bạn ạ. Ồ, thịt đó. Cái sụn của nó giờ ăn ngon các bạn. Mình nấu vừa tới như này thì cái mình ăn nó còn vị dai và ngon, nhưng mình nấu mà nó kỹ quá thì nó sẽ bị nát nha các bạn. Đó, hơi cắt kỹ chút xíu. Rồi. Một giờ thôi. Mình đi ngồi lộn bên nè. Em ngồi hơi bị lộn lộn rồi đó. Mới tới mà. Ngồi lộn bên nè. Giờ em cứ múc nó đi, con ba ba này bự mà. Thập vô là có thôi. Hai cái chén hơi nhỏ rồi đó. Ba cái tô ở đây. Ba cái tô ấy nhờ. Lấy tô vừa đúng hơn. Có gì đâu, ai em gấp đây nè. Sẵn anh gấp luôn cho. Nè. Đó. Rồi, Long Quốc. Mời cả nhà. Thế tép mời cả nhà ăn lẩu ba ba. Anh này xong, tối nay xong cũng được cái này hả? Trời ơi. Đấy. Mời cả nhà nè. Mời cả nhà ăn lẩu ba ba. Lẩu này chấm à, chấm được đúng không? Đây là cái sụp được các bạn. Ba ba giòn. Không? Nó giòn giòn đúng không? Sạch sạch, ngon. Cái hồng nó giòn giòn, đã. Đây các bạn ạ. Cái sụp nó ba ba ngọt. Đây mình nè, review cái này có chuột nè. Cái ăn cái củ hành của tỏi nguyên củ nè. Nó béo, tỏi thì nó béo không? Béo nó thơm. Không hăng các bạn, nó không hăng không? Béo thơm lắm. Thịt ba ba ăn ngon quá. Giờ thì nó dài. Dài xịt 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 xịt. Rồi. Ngọt. Ngọt ha. Thật nó ngọt kìa. Các bạn nấu vừa nó chưa chín quá cho nên nó không bằng. Các bạn kèm rau à, ăn vô rất là ngon nha các bạn.
Rồi ăn củ tỏi thì ngon ghê. Nào ăn thử coi. Nó ăn một cái ăn củ á. Ăn tỏi ba ba tốt mà. Ba ba thì ăn nó mát không các bạn. Chúng ăn nó mát với đạm mà. Đạm nó nhiều. Bổ. Tỏi thì ăn nó đầm lại. Ngon. Ngon. Lần đầu tiên em ăn lẩu ba ba. Được rồi. Chuột mà là sáng chế khoảng mấy món là năm sao rồi đó. Đâu? Bữa 4 sao rưỡi anh cho lên 5 sao rồi. Ừ. Sao rưỡi luôn rồi. Giờ lên không bây giờ lên 5 sao thôi, phải chế thêm một món nữa mới được 5 sao rưỡi Hạ Long nhờ. Nào. Nãy giờ mình một tay là coi như là mấy đứa là hơi nhanh đó nha. Một tay xuất hả? Ừ. Con nước nó ngon. Yeah. Đấm nó ngồi chảo rồi cho nó cục đi. Đấy để đây cho nó ngồi. Ngồi nó canh còn nó gãy răng. Để cán rụng răng luôn. Cho gì hiểu nha. Anh em mình đi sang Bắc thì phải về tẩm bổ cả nhà. Ăn cái này là bổ quá. Cái này là bồi dưỡng sức khỏe. Bồi dưỡng sức khỏe. Có sức khỏe mới đi sang tiếp được. Không, anh em mình còn đã tội chuột rồi. Ăn vô không biết đổ ở đâu. Đem. Anh em. Nóng á. Từ nóng. Chờ để từ đi. Nóng á. Nóng. Ồ, chín nó nạt không ạ? Béo à? Thơm đúng không? Hết đường nói luôn. Quá phê. Quá đã luôn. Cái tụt tỏi là Long à? Tỏi là mới ngon à? Tỏi ngon. Tỏi với hành mới ngon. Đâu rồi? Này kệ, này kệ em. Tỏi với hành này. Ăn. Đấy. Sợ béo. Củ này. Chỉ nhanh với củ sâm. Nè. Hành nha. Đã quá. Có cái chuột mấy củ. Hơi nóng quá nha. Chuột hành nè. Nhà được của hành nó mới phê. Đấy. Nè. Ăn vô hành cái tỏi vô. Ăn vô cho bị hành. Ngon. Thấy thịt ba ba nó thì cái chỗ cái sụn đó các bạn ăn nó giòn dai sực. Nó sực cái nó kiểu mà nó giòn không giòn mà nó mềm không mềm, nó dai các bạn, ngon lắm đó. Trên đây nè các bạn này, đó cái phần này nè, đó các bạn thấy không, là nó dai nó ngon lắm, nó sực à, ăn nó giòn dai. Hấp trên răng. Này là uống bột nè. Cô cho lắm tuổi nè. Cô cho lắm tuổi này lớn rồi á. Lấy chồng sinh mấy đứa con rồi. Nó lớn rồi. Mà anh mình phan cuồng của giờ tắm tuổi. Tại bữa này cô sang đây anh nhớ đăng ký cái tour mà đi tặng quà cho phan cuồng nha. Tặng cô ra tủ con Thắng. Ba bữa là bác con Thắng ngon nhất rồi. Tặng cô dâu 8 tuổi 9 tháng 10 ngày. Ừ. Trời ơi, ngon. Tỏi nó béo, thơm đã rồi. Tỏi ăn ngon.
Ở đây thì buổi tối lạnh lắm các bạn, cho nên là anh em làm cái lẩu này ăn là hợp lý. Béo thơm mà. Thì hôm nay anh em làm một cái món ăn, nói chung là cuối ngày các bạn ạ. Sau một ngày đặc biệt thì anh em làm một món ăn để thứ nhất là chia sẻ cho cả nhà cùng xem và anh em quay quần ăn với nhau cho vui. Bây giờ tự thưởng luôn. Tự thưởng luôn. Còn bây giờ thì mình với lại Long và Chuột xin chào hẹn gặp cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà hay nhớ like, share, đừng quên đăng ký kênh. Bye. Chào cả nhà. Trời ơi Long ơi. Đây nè. Ba ba không có đùi nữa trời. À chưa. Ba ba có đùi nữa nè. Có chứ, bốn cái đùi luôn á. Nè. Thịt nó. Ngon nhỉ. Nó dai dai.